Trở lại với chương trình tin tức thưa quý vị, sau đây là những phần tin Á Châu. Bản tin đầu tiên đến từ Trung Quốc. Trước khả năng từ bỏ chiến lược Zero Covid để mở cửa trở lại hoàn toàn, giới chức Trung Quốc vừa có một hành động điều chỉnh chính sách mới. Ngày hôm qua, Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc thông báo, cơ quan này sẽ ngừng công bố dữ liệu tổng hợp về các ca mắc COVID-19 mới, do việc bỏ xét nghiệm bắt buộc trên bình diện rộng sẽ khiến cho các con số không còn phản ánh đúng thực tế. Cụ thể là từ nay trở đi, Trung Quốc sẽ chỉ báo cáo các trường hợp có triệu chứng vì khó có thể đánh giá được số lượng người mắc mà không có triệu chứng nếu như không đưa ra xét nghiệm. Vào ngày 13 tháng 12, Trung Quốc báo cáo chỉ có 2.249 trường hợp bị nhiễm mới trên toàn quốc. Trong khi đó, chỉ riêng khu tài chính Hồng Kông với dân số nhỏ hơn gần 200 lần đã ghi nhận có khoảng 15.000 ca nhiễm trong cùng ngày. Sau nhiều năm tiến hành xét nghiệm kỹ lưỡng ở trên bình diện rộng và theo dõi dữ liệu đi lại của công dân để truy vết virus, Trung Quốc đã bất ngờ cho thấy dấu hiệu sẵn sàng từ bỏ các cách tiếp cận đó cách đây ít ngày. Quyết định ngừng xét nghiệm đại trà hiện nay đồng nghĩa với việc giới chức y tế Trung Quốc không có cách nào chính xác để mà đánh giá về tỷ lệ lây nhiễm ở trong cộng đồng. Theo Bloomberg, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy virus đang lây lan nhanh chóng tại Trung Quốc. Điển hình, các bệnh viện ở các thành phố lớn đã quá tải bệnh nhân COVID-19, còn các cửa hàng trên toàn đất nước đã hết sạch thuốc trị sốt. Các giới chức địa phương đã tìm cách trấn an người dân rằng Trung Quốc có thể đáp ứng nhu cầu về nguồn cung cốt lõi. Một giới chức của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin khẳng định Trung Quốc có đủ khẩu trang và dụng cụ xét nghiệm nhanh cũng như là vaccine để phòng COVID. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang tăng cường sản xuất các mặt hàng quan trọng liên quan đến COVID-19. Theo nhà phân tích thị trường dược phẩm là Sam Fraserly của hãng tin Bloomberg Intelligence cho biết, việc Trung Quốc mở cửa trở lại nhanh chóng sẽ khiến cho khoảng 5 triệu người phải nhập viện và sẽ gây ra 700.000 trường hợp tử vong. Những năm qua, Trung Quốc đã chia các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 thành các loại có triệu chứng và không có triệu chứng. Đây là cách phân biệt không một nơi nào khác ở trên thế giới áp dụng, bởi vì khiến cho việc nắm bắt được chính xác tình hình lây nhiễm đã trở nên phức tạp hơn. Người biểu tình Ấn Độ đốt cờ Trung Quốc sau cuộc đụng độ xuyên biên giới. Người biểu tình của Ấn Độ đã được nhìn thấy đốt cờ và sản phẩm của Trung Quốc nhằm để bày tỏ sự tức giận trước vụ đụng độ trên đường biên giới giữa hai nước. Hiện tại vẫn chưa có báo cáo về số người bị thương vong. Trong một phát biểu đưa ra trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng của Ấn Độ là Rajnath Singh cho biết là các binh sĩ của Trung Quốc đã bị cấm tiến vào khu vực Tawan do Ấn Độ kiểm soát ở tiểu bang Arunachal Pradesh thuộc mạng đông bắc của Hy Mã Lạp Sơn. Đây là màn đụng độ đầu tiên kể từ tháng 6 của năm 2020, tức là lần cuối cùng quân đội của Ấn Độ và Trung Quốc giao chiến trên thung lũng Galwan, vốn giáp ranh với cao nguyên Tây Tạng do Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Nền kinh tế của Úc đã chậm lại một chút trong tháng 9 do giá cả cao ngất ngường và lãi suất gia tăng làm giảm đi sức chi tiêu của người tiêu dùng. Nhưng sau 3 năm phong tỏa vì đại dịch, các nhà bán lẻ lại trang hoàng các gian hàng của họ bằng đồ trang trí Giáng sinh, sẵn sàng giúp người mua hàng những món quà hoàn hảo. Paul Zara, giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà bán lẻ Úc, cho biết là số tiền mà người Úc chi tiêu trong đợt giảm giá Black Friday là một bất ngờ đối với các nhà bán lẻ. Người Úc sẽ chi tiêu kỷ lục là 66 tỷ Úc Kim vào Giáng sinh này, cao hơn 2 tỷ so với dự đoán trước đây, tăng được khoảng 6.4% so với năm ngoái. Hồng Kông bỏ yêu cầu xét nghiệm COVID đối với người đến thăm Đại Lục và Macau. Hồng Kông đã thông báo nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế COVID-19 tại Trung tâm Tài chính Toàn cầu bắt đầu từ thứ Tư 14 tháng 12. Các du khách quốc tế khi đến lãnh thổ này sẽ không còn phải đối mặt với các biện pháp kiểm soát bằng ứng dụng điện thoại. Từ thứ Tư, khách du lịch và tất cả cư dân đến từ ngoại quốc sẽ được phép ra vào tất cả các cơ sở thương mại ở địa phương với điều kiện họ có các kết quả xét nghiệm âm tính. Bộ trưởng Y tế của Hồng Kông Lo Chang Mao nói với báo giới rằng một số nơi vẫn đòi hỏi người ra vào chích vaccine. Du khách có ý định du lịch sang Trung Hoa Đại Lục và Macau từ nay cũng không cần phải xét nghiệm COVID. Hiện tại, chính sách đeo khẩu trang vẫn được duy trì trên toàn thành phố, trừ khi tập thể thao. Các cuộc tụ tập có trên 12 người vẫn bị cấm. Người dân Hồng Kông cho biết là họ hoan nghênh quyết định nới lỏng các hạn chế COVID bằng cách loại bỏ ứng dụng kiểm tra trên điện thoại, vốn đã được dùng để dễ dàng kiểm soát việc di chuyển của du khách tới thăm. Quyết định của chính phủ sẽ bắt đầu có hiệu lực từ thứ Tư, tức là ngày hôm qua.
cho phép tất cả mọi người ra vào các nhà hàng và các địa điểm đông người được tụ tập như là phòng tập thể dục, hộp đêm, trung tâm làm đẹp và spa. Theo quy định mới, du khách và cư dân đến từ ngoại quốc cũng sẽ được phép vào tất cả các địa điểm đề cập ở trên, với điều kiện là phải xét nghiệm âm tính. Các hạn chế COVID đã đè nặng lên nền kinh tế của Hồng Kông kể từ đầu năm 2020. Hồng Kông trong suốt thời gian qua đã tuân thủ tuyệt đối chính sách không dung thứ Zero COVID policy của Hoa Lục, nhưng đã nới lỏng dần các hạn chế vào tháng 8. Theo đó, chỉ yêu cầu người bệnh hoặc là có nguy cơ nhiễm bệnh cách ly ở trong khách sạn 3 ngày. Chính sách này cũng đã bị hủy bỏ vào tháng 9 vừa qua. Nước Đức chính thức bàn giao 2 tàu ngầm cho Singapore. Thủ tướng của Đức là Olaf Scholz và người đồng nhiệm Singapore Lý Hiển Long vào hôm thứ Ba đã cử hành lễ hạ thủy cho 2 chiếc tàu ngầm do Berlin cung cấp tại cơ sở chính của công ty ThyssenKrupp Marine System ở thành phố Kiel. Đây là 2 chiếc tàu ngầm được Singapore đặt mua từ nước Đức thuộc thế hệ tàu ngầm Invincible. 2 chiếc đầu tiên đã được chuyển giao vào năm 2019. Thủ tướng của Đức nhân dịp này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Singapore trên cương vị là đối tác chiến lược đối với chính sách an ninh của Đức. 2 tàu ngầm được đặt tên là Impeccable và Illustrious. Ngoài sự hợp tác quân sự, Đức cũng đã triển khai khu trục hạm Bavaria và 6 chiến đấu cơ Eurofighters sang Singapore. New Zealand cho ban hành đạo luật cấm thanh niên hút thuốc suốt đời. New Zealand đã thông qua một đạo luật mới để nhằm loại bỏ dần việc hút thuốc lá bằng cách đưa ra lệnh cấm những người trẻ tuổi mua thuốc lá. Lệnh cấm sẽ được áp dụng cho cả cuộc đời họ. Theo tin từ đài truyền hình SVT của Thụy Điển đưa ra vào ngày 13 tháng 12, theo luật mới, không được bán thuốc lá cho bất kỳ ai sinh sau ngày 1 tháng Giêng năm 2009, để kể cả là trong tương lai. Và điều này có nghĩa là giới hạn độ tuổi mua thuốc lá sẽ tiếp tục tăng và ai muốn mua thuốc lá sau 50 năm nữa sẽ phải xuất trình giấy tờ cho thấy là họ từ 63 tuổi trở lên. Tuy nhiên, các cơ quan y tế của nước này hy vọng rằng việc hút thuốc sẽ biến mất sớm hơn thế nhiều. Mục tiêu là New Zealand không hút thuốc lá sớm nhất là vào năm 2025. Luật mới cũng quy định rằng số lượng các nhà bán thuốc lá lẻ phải giảm từ 6.000 xuống còn là 600 và lượng nicotine ở trong thuốc lá hút phải giảm. Không có lý do chính đáng nào để cho phép bán một sản phẩm giết chết một nửa số người sử dụng nó. Thứ trưởng của Bộ Y tế New Zealand đã phát biểu như vậy trước Quốc hội. Theo bà, cơ quan y tế sẽ tiết kiệm đến hàng tỷ đô la khi không phải điều trị các trường hợp bị mắc bệnh do hút thuốc lá. Luật cấm này đã được thông qua với tỷ lệ là 76 trên 43. Đảng bảo thủ ACT phản đối đạo luật này và tuyên bố rằng nhiều cửa hàng nhỏ sẽ buộc phải đóng cửa vì không thể bán thuốc lá được nữa. Theo phó chủ tịch của đảng là Brooke Van Velden, lệnh cấm cũng sẽ tạo ra thị trường chợ đen. Luật không áp dụng cho thuốc lá điện tử, vốn đã phổ biến hơn thuốc lá truyền thống ở New Zealand. Vào tháng 11, cơ quan thống kê New Zealand cho biết số lượng người hút thuốc lá đã giảm một nửa, giờ chỉ còn là 8% người trưởng thành ở nước này hút thuốc so với 16% cách đây 10 năm. Thuốc lá điện tử ngược lại tăng dưới 1% so với một năm trước. Hiện nay có khoảng 8.3 người trưởng thành hút thuốc lá điện tử hàng ngày. Bộ xương khủng long Plesiosaur 100 triệu năm tuổi được tìm thấy ở nước Úc. Các nhà khảo cổ học trong tuần này thông báo họ đã phát hiện ra bộ xương hoàn chỉnh của một loài bò sát biển lớn, cổ dài ở sa mạc Queensland, vốn có niên đại khoảng 100 triệu năm tuổi. Nhóm sinh vật học do tiến sĩ Espen Nielsen dẫn đầu đã cho biết là hóa thạch của loài khủng long này đã được khám phá ở vùng McKinley xa xôi của Queensland, có thể nắm giữ chìa khóa để mở ra những bí ẩn về tiến hóa khác. Loài khủng long này là sinh vật sống cùng với các loài khủng long khác cách đây 145 đến 166 triệu năm. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Á Châu. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình của Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam.